Trọng Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi sát về những bản tin đang xảy ra với cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang và có nhiều vấn đề mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục một bản tin cũng là một bản tin vui cho Ukraine. Đó là 6 trẻ em đã được trở về nước sau khi Nga đã bắt cóc. Nguyên phải dùng cái từ ngữ chính xác là Nga đã bắt cóc. Các quý vị biết là cái cuộc xâm lược Nga và Ukraine thì Nga bắt cóc rất là nhiều trẻ em. Cái con số mà người ta nói là gần cả 10.000 đứa trẻ em đã bị bắt cóc và đã được hơn gần 3.000 trẻ em đã trở về nước qua cái nỗ lực ngoại giao trong thời gian vừa qua. Và Putin, với cái tội ác của Putin mà tòa án quốc tế truy nã, không phải là tội ác chiến tranh mà là tội ác bắt cóc trẻ em. Vì cái số lượng trẻ em bị bắt cóc ở tại Ukraine và chuyển đến Nga và chuyển đến Belarus tổng cộng gần 10.000 đứa. Ở tại Belarus không là gần 3.000 đứa trẻ em dưới 18 tuổi, đủ thứ lứa tuổi cả. Thì ngày hôm nay với cái nỗ lực ngoại giao của quốc gia thứ ba, đó là quốc gia Qatar. Cỡ này Qatar người ta nhắc khá nhiều. Qatar bây giờ giống như là một cái trung gian để mà trao đổi con tin vậy đó. Trung gian để mà thỏa thuận. Thì nhờ cái sự nỗ lực của Qatar mà vừa qua họ làm cho vấn đề của Do Thái và phía bên lực lượng khủng bố Hamas đó, thì bây giờ họ cũng đứng ra làm ngoại giao trung gian để đem những đứa trẻ này về. Mà hiện bây giờ 6 đứa được mới vừa về lên trở về đất nước Ukraine nhờ sự ngoại giao của Qatar. Có nghĩa là Nga gửi cho Qatar, Qatar gửi lại cho Ukraine. Các quý vị, 6 đứa trẻ từ 12 đến 16 tuổi đã trở về đất nước Ukraine ngày hôm nay. Một bản tin khá là vui. Chúng ta thấy được là cái nỗ lực của Qatar cỡ này đã trở thành cái trung tâm ngoại giao mà người ta thường trao đổi con tin hay là tù binh. Và bây giờ một bản tin tiếp tục Trung Yên chia sẻ các quý vị. Hiện bây giờ ông Belarus đang rung bay bẫy. Rung, ôi là rung. Belarus bây giờ đang nhức đầu. Vì cái vấn đề đóng biên giới các quý vị cũng biết đó. Sau khi Phần Lan đã quyết định đóng biên giới thì ba quốc gia Baltic, Litva, Estonia và Lithuania đang định đóng biên giới với Belarus và với Nga. Cái điều này nó không có cái gì mới hết. Đàm phán quốc hội, phải nói là cái đàm phán không đúng, trong vấn đề tranh cãi quyết định có đóng hoàn toàn biên giới với Nga hay không. Hiện bây giờ vẫn chưa đóng hoàn toàn, chỉ là kiểm duyệt khắc khe. Kiểm duyệt khắc khe, nhưng đang suy nghĩ đóng và họ mới vừa công bố. Ba quốc gia liên minh và công bố sau đây, chúng tôi có thể đóng biên giới hoàn toàn với Nga và với Belarus. Lý do chính đáng là Nga đã chơi chiến lược gửi di dân bất hợp pháp vào trên lãnh thổ chúng tôi sẽ mất đi cái an ninh và trật tự. Tạm thời nhất, biên giới chúng tôi sẽ gào hàng gào, gửi lực lượng quân đội tuần tra, cảnh sát tuần tra. Biên giới sẽ bắt đầu ở trong giai đoạn mà kêu là giai đoạn đó, kiểm duyệt ra vào một cách khắt khe. Nhưng vài ngày nữa chúng tôi có thể hoàn toàn cắt đứt cái đường biên giới ban giao giữa Nga và Belarus. Thì cái này á, là người ta muốn cho những cái quốc gia ở trung tâm, ở chính giữa châu Âu mà thân Nga đó một bài học. Họ nói bây giờ cho các anh biết, bây giờ các anh đi đứng nghiêng về Nga gì, các anh sẽ nhận cái hậu quả là như vậy. Và cái quốc gia mà bị tổn thất nặng nề nhất chính là Belarus, vì đơn giản là Belarus không có ban giao với ai hết ngoài Nga nha. Belarus không có ban giao với ai hết bằng đường bộ, bằng đường xa lộ, chỉ có Nga thôi. Hàng hóa chỉ có Nga, Belarus, Belarus và Nga, Nga, Belarus. Bây giờ không đi được nữa. Bây giờ không đi được nữa thì ông Belarus, ổng đang ở trong cái cơn lo lắng về kinh tế trong những ngày kế tiếp, đất nước của ổng sẽ như thế nào. Vì Nga không thể nào cung cấp hàng hóa cho ổng được. Nga cũng không bán hàng hóa cho ổng được. Ổng cũng không bán hàng hóa cho Nga được nữa. Trong những ngày kế tiếp, khi biên giới ở miền Bắc hoàn toàn đóng, cho Nguyên khẳng định là hiện bây giờ chưa đóng, chỉ là thống nhất chuẩn bị sẽ công bố trong những ngày kế tiếp sẽ đóng. Ba quốc gia chứ không phải là một quốc gia. Ba quốc gia họ đóng luôn, không cho mượn đường đi đâu hết á. Nên là chúng ta thấy rõ được là châu Âu và NATO bắt đầu càng ngày càng giữ một cái biên giới, cái ranh giới, đúng hơn là cái ranh giới với Nga rất là rõ. Bây giờ là trắng, đen là không chơi với nhau nữa.
Nhưng mà các quý vị cũng biết là ở đời mà đâu phải người nào cũng vậy. Thì bữa nay Phần Lan họ mới phanh phui ra hai công ty Phần Lan, và họ đang tình nghi là hai công ty này đã cấu kết làm ăn với Nga, đặc biệt là bán những chiếc máy bay không người lái cho Nga, loại kích cỡ nhỏ đó. Mà các quý vị biết là Liên minh châu Âu đã cấm không bất cứ một cái hãng xưởng nào tại châu Âu làm ăn giao thiệp với Nga về vấn đề công nghệ. Công nghệ là cấm. Anh có thể ban giao về vấn đề ngũ cốc, về vấn đề thịt thà, đồ ăn, thức uống thì không sao. Nhưng anh bán cái gì mà về công nghệ hay là những sản phẩm mình kêu là luxus, là những sản phẩm cao cấp, là toàn tuyệt đối là cấm. Nhưng theo cái đường dây tình báo điều tra của phía bên cảnh sát của Phần Lan thì họ đã tình nghi hai hãng xưởng của Phần Lan đang làm việc và cấu kết và bán những loại chiếc máy bay không người lái kích cỡ nhỏ cho phía bên Nga, và đó đang phi pháp và phạm pháp. Thì đó là bây giờ thì người ta đã hoàn toàn điều tra và muốn cái Nga nó phải bị hoàn toàn cô lập đến cái nguồn cung cấp, để cho Nga mất đi cái vấn đề cung cấp vật liệu và Nga không thể sản xuất được, hoạt động cái bộ máy chính trị hay cả luôn bộ máy quân sự. Thì chúng ta mới thấy rõ là đâu phải người nào cũng đối kháng với Nga đâu, cũng có người vẫn âm thầm khi biết lệnh cấm đó mà vẫn âm thầm làm việc với Nga, vẫn âm thầm các quý vị, vẫn âm thầm. Nên là sao Nguyên nói là con người nó đa dạng là chỗ đó. Và bây giờ một bản tin khá là động trời luôn, động trời động đất. Các vị còn nhớ cách đây cả tuần này nhé, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đã ghé thăm Kiev. Thì ông ta cũng đã gặp cái người đồng cấp của mình, ông ta cũng gặp ông tham mưu trưởng. Thì gần đây nhất nó rò rỉ một bản tin là ông tham mưu trưởng ông đưa ra một cái đề nghị với ông Lloyd Austin rằng là ông ta cần cái số tiền để đánh thắng Nga, và cái số tiền ông đưa ra một số nhỏ thôi. Theo lời nói của ông tham mưu trưởng, bản tin này chưa được xác thực qua phía bên ngũ giác đài, nguyên nó là bản tin rò rỉ qua báo chí. Trong cái chuyến đi của ông Lloyd Austin thì ông ta đã gặp tham mưu trưởng và bộ trưởng bộ quốc phòng của Ukraine để đưa ra cái chiến lược quân sự. Thì ông tham mưu trưởng đã đề nghị và đưa ra nói rằng chúng tôi cần bao nhiêu tiền, bao nhiêu đạn dược để mà chiến thắng. Cái số tiền nhỏ thì các quý vị cần khoảng 350 đến 400 tỷ Mỹ Kim là đánh thắng được. Còn số tiền nó không có nhiều, 350 đến 400 tỷ Mỹ Kim là đủ thắng. Và còn đạn dược thì trời ơi, đặc biệt là loại pháo 150 ly đó, cái loại pháo hiện bây giờ là một pháo 150 ly đó, thì cần ít thôi 17 triệu đạn pháo. Ông Lloyd Austin ông nghe nói, trời ơi, tụi bay đòi hỏi nhiều quá. Ông Lloyd Austin theo những lời phát biểu từ ông Lloyd Austin, ông chóng mặt sau cái đề nghị của ông tham mưu trưởng. 17 triệu viên đạn pháo, còn tiền là khoảng tầm 350 đến 400 tỷ Mỹ Kim, và Ukraine sẽ cam kết sẽ chiến thắng. Cam kết có nghĩa là chắc chắn là thắng. Không đánh bại, có đủ số tiền, có đủ đạn pháo là chắc chắn là thắng. Nguyên đã nói bản tin rò rỉ, chúng ta không biết có thật hay giả. Cho Nguyên nói là nhiều người đưa lúc nào họ cũng khẳng định cái điều là tin thật hết. Cho Nguyên nói là Nguyên đã đi điều tra những bản tin. Đây là những bản tin rò rỉ được người ta, những cái tờ báo người ta loan tả ra. Người ta nói tôi có người quen làm việc, khi mấy ông nói chuyện họ nghe họ nói như vậy. Chứ chưa, tòa bạch ốc chưa bao giờ khẳng định cái gì hết. Người ta đã từng hỏi ông Lloyd Austin, ông ta chưa bao giờ nói cái gì cái điều đó hết. Ông ta chưa bao giờ nói là khẳng định ông tham mưu trưởng Ukraine đã có nói điều đó. Ngoài ra thì trong cái bài báo nó còn nói là tham mưu trưởng Ukraine có phiền nàn rằng là Tổng thống Zelensky thường xuyên ra lệnh và can thiệp trong vấn đề quân sự. Đấy. Thì đây chúng em nói là bây giờ chúng ta không biết nó thật hay giả, thì chúng ta chỉ có nghe thử nói để chúng ta phân tích. 17 triệu viên đạn không thể nào nói. Từ đầu năm tới giờ Mỹ viện trợ cho Ukraine gần 2 năm 2 triệu viên đạn là max rồi. 2 triệu viên đạn làm gì có ra 17 triệu đạn ở đâu ra. Trung Nguyên nói á, một tháng Ukraine bắn, Hoa Kỳ, Liên minh NATO 31 quốc gia sản xuất không đủ cho Ukraine bắn.
Cái số lượng mà bây giờ là sản xuất 24 trên 24 tăng ca tối đa, cái máy sản xuất, cái công ty tập đoàn sản xuất đạn dược nó không bao giờ ngừng nghỉ, và nhiều hãng xưởng mới vừa mở gần đây ở tại châu Âu, ở tại khu vực những cái quốc gia Liên Xô cũ và cả luôn Hoa Kỳ ở tại Nam Hàn, cộng lại hết sản xuất có khoảng 20.000 viên đạn mỗi tháng. À, nhưng mà có xi nhê gì đâu, chẳng xi nhê gì hết, trời khách không có xi nhê gì hết. Nên là bây giờ mà cái số lượng mà kêu là 17 triệu thì làm gì có, chuyện làm gì có, làm ai mà sản xuất cho nổi, ai mà sản xuất cho nổi. Nhưng mà bắn quá nhiều, mình đã nói rồi, mấy ông bắn, trời ơi, nó bắn như là mưa bão. À, bên nào bắn cũng như vậy hết trong thời gian vừa qua. Và bây giờ thì đòi hỏi cái số lượng đó thì không có, nhưng mỗi quốc gia cũng tăng cường, đặc biệt là Phần Lan ngày hôm nay họ đã công bố là chúng tôi bắt đầu tăng cường cái sản xuất tối đa để yểm trợ cho Ukraine, và những cái sản xuất này chúng tôi đang làm tăng ca để mà có dư đạn dược để mà gửi cho Ukraine trong những ngày kế tiếp. Để cho các vị biết là Ukraine, đây là cái báo cáo, tất nhiên là Trung Nguyên khẳng định nó, cái tờ báo nó viết cái này nó chưa được xác thực. Chúng ta vẫn không biết rõ là cái buổi họp mặt giữa ông Lloyd Austin và phía bên Ukraine cách đây vài ngày nữa, tờ báo của Việt Nam, những tờ báo Nga nó cũng đưa, nó kêu là Mỹ đã đưa ra cái chiến lược cho Ukraine mà Ukraine đã không tuân theo Hoa Kỳ. Nó có nhiều những tờ báo như vậy, những cái tin giấu mặt, giấu chân, giấu tay, giấu giò. Nó thực tế là mình nghe cho nó vui, chứ mà tin tưởng thì Nguyên không đặt quá niềm tin trong cái vấn đề đó. Vì thực tế chúng ta không có lấy cái gì mà khẳng định cả. À, Nguyên chỉ đang chờ đợi là cái bài phát biểu của Tổng thống Zelensky tại Quốc hội của Hoa Kỳ, và có thuyết phục được Quốc hội của Hoa Kỳ thúc đẩy cái vấn đề cái gói trợ cấp lẻ hay không. Nguyên đang chờ đợi cái điều đó. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật tình hình cụ thể ở khu vực miền Nam để chúng ta biết được là khu vực miền Nam như thế nào. Thì khu vực miền Nam thì đang đắng rất là dữ dội, có thể nói là Nga pháo kích vào khu vực miền Nam Kherson rất là dữ dội trong mấy ngày đây. Mục đích của Nga là gì? Là ngăn chặn cái bước tiến của Ukraine. Nga đang muốn đánh vào hậu cần ở Kherson. Nga đang tìm cái nơi căn cứ chỉ huy và kho đạn yểm trợ cái sườn miền Nam. Nga pháo kích không ngừng mấy ngày hôm nay ở khu vực Kherson. Có thể là một ngày Nga bắn tới nhiều khi cả 17 viên đạn pháo vào. Có nghĩa là Nga pháo kích rất là nhiều. Nhưng hiện bây giờ cái pháo kích của Nga vẫn chưa thấy đạt được mục tiêu gì cả. Có gớt vào những cái chung cư nhưng mà chưa thấy tổn thất nặng nề cho Ukraine lắm, nên là cũng không gì quá lo. Nga đang cố gắng tối đa ngăn chặn cái bước tiến của Ukraine ở khu vực miền Nam, và Trung Nguyên khẳng định khu vực miền Nam Ukraine vẫn có sự tiến bộ, vẫn có sự tiến bộ hơi chậm, đặc biệt là hai ngày gần đây thì cái đà tấn công ở miền Nam nó khá chậm, nhưng vẫn có sự tiến bộ rõ nét theo vệ tinh của Hoa Kỳ đã chụp. Ngoài ra thì vấn đề chiến sự ở tại đảo Crimea thì có nhiều nguồn tin cho chúng ta biết. Thứ nhất là gần đây nhất qua cơn bão thì cái rào cản phòng thủ của Nga nó bị hư hao. Các vị biết là Nga đã làm một cái hàng rào bằng phao và trong trọng nó có gài nhiều chất mìn để cho những chiếc xuồng không người lái của Ukraine nó sẽ bị dướng vào và nó sẽ nổ ở từ xa. Thì thứ nhất là bị do cơn bão nên là gần đây nhất theo vệ tinh cho biết là Nga đã tu bổ lại cái sườn bảo vệ. Ngày hôm nay thì Nga báo cáo là Nga ngăn chặn thành công hoàn toàn cuộc tấn công của Ukraine vào đảo Crimea. Thì lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng thành công hết, chưa bao giờ có sự thất bại. Nga lúc nào cũng công bố là lúc nào cũng thành công hết, chưa bao giờ có sự thất bại các quý vị. Thì chúng ta phải biết rằng là những cái gì Nga nói thì chúng ta phải trừ hao. Phải trừ hao thôi. Nghe thì chúng ta cũng phải nên nghe, vì chúng ta phải công bằng nghe thông tin của hai bên để chúng ta lấy đó để làm một cái sự hiểu biết. Nhưng mà chúng ta phải trừ hao cả hai bên thông tin để giảm bớt đi cái sự thổi phồng của một sự thật. Thì đối với Nguyên, bữa nay Nga bị tấn công đảo Crimea là chắc chắn vài tiếng đồng hồ nữa Nguyên sẽ nhận những hình ảnh đến từ khu vực, người ta sẽ gửi cho những tờ báo lớn, nó sẽ chia sẻ cho nhau trong cái group, người ta sẽ chia sẻ cho chúng ta ngay lập tức những thiệt hại, những hình ảnh mà những cái pháo nổ ở tại đảo Crimea như thế nào. Bây giờ thì không quay được trực tiếp nữa, ngày xưa quay đặc sướng lắm. Ngày xưa Nguyên đưa tin cho các quý vị hả, Nguyên quay coi được hết luôn. Bây giờ là không được quyền quay nữa, báo chí, phóng viên, nhà báo không được quyền lợi gần.
không được quyền lại gần quay video như vậy nữa. Người, cả người dân, cả luôn báo chí chuyên nghiệp cũng không được quyền quay, chỉ quay từ xa thôi. Nên là chúng ta cũng sẽ không rõ được cái sự thiệt hại của Nga nó như thế nào. Đó là bản tin Nga và Ukraine ngày hôm nay mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Và bây giờ, bữa nay thì có một bản tin mà Nguyên quên cập nhật về tình hình giữa Do Thái và Hamas mà nhiều báo chí xôn xao nó đưa. Cũng là cho Nguyên nói, cũng là một cái đề nghị tin đồn, tin đoán, nó chưa được xác thực. Nhưng mà tội nghiệp cho mấy chục cống quá. Nếu mà thực thi kiểu này á, thì mấy chuột cống thì chịu sao nổi. Nguyên nói chuột cống là Hamas đó các vị. Các vị nhiều khi các vị nói, ủa chuột cống là gì? Nó đang nói chính trị, vô đây nó quốc chuột cống sao ta? Chuột cống là lực lượng Hamas đó. Thì nó chui xuống hầm. Nó đâu có ló đầu đâu. Nó chui xuống. Nó trong... vì con chuột cống nó trong ống cống mà. Thì bây giờ Hamas đang trong ống cống. Theo nguồn tin cho biết là một vị chiến lược quân sự đã có một cái đề nghị để tiêu hủy hoàn toàn và ép chuột cống phải chui ra khỏi hang, đó là bơm nước biển vào trong ống cống. Cái này giống chuột cống không? Vì nếu mà bơm nước ngọt đó thì còn được, nhưng mà bơm nước biển vào trong ống cống đó, thứ nhất là nước ngọt thì nó lãng phí quá, vì khu vực đó nước rất là hiếm. Cái khu vực đó nước nó không phải là cái nguồn nước ở khu vực đó rất là hiếm các bạn. Cái biển nó kế bên, trời ơi, đưa cái máy bơm vô, cuồng dây vô, thảy vô, dặn máy vô, bơm nước biển xuống ống cống thì chuột cống nó sẽ chui lên. Thì đây là một cái đề nghị của một cái người chuyên gia, nhưng cái đề nghị nó gặp những sự gào cản rất là lớn, phải nói cho nó rõ, bởi vì người ta không biết con tin đang bị giam giữ ở đâu. Nếu làm như vậy thì những con tin như thế nào? Nên nó đã gặp những cái sự gào cản, nhưng có cái đề nghị này, nó chưa có thực thi, nó chưa có làm. Mà Nguyên không biết là mấy ông Do Thái dám làm hay không, chứ Do Thái cái gì cũng dám hết. Nguyên nói thẳng với các quý vị là ông Netanyahu là cái gì ông cũng dám hết. Nên là Nguyên không biết là có bơm nước vô ống cống hay không, thì là Nguyên không rõ. Nguyên không biết là có bơm nước vô ống cống hay không thì Nguyên sẽ không rõ. Nhưng mà đã có ý định ngày hôm nay là như vậy. Đấy, thì cái các vị coi cái Gaza nó có nguyên một cái bờ, đó là bờ biển. Với cái công nghệ của Do Thái thì cái này nó rất là đơn giản. Rất là đơn giản đó Do Thái. Bỏ cái máy ống bơm vô, nối đường dây vô, rồi thảy vô mấy cái hang mà Nguyên nói là 200 cửa vào ở tại miền Bắc Gaza đã nằm trong lòng bàn chân của Do Thái hết rồi. Cái cửa ga, cửa vào, 200 cái ống cống đó là biết hết rồi. 200 cái ống cống đó là biết hết rồi. Bây giờ là chỉ có bơm nước thôi. Nguyên nói thực tế với các vị, lúc đó hơi phê đó. Còn mà chuột cống là tội cho chuột cống quá. Lúc đó là chuột cống bắt buộc phải chui lên thôi. Chui lên thôi, đường nào không có đường nào thoát hết, chỉ có chui lên thôi. Đó, nên là chúng ta đã thấy rõ được đó là cái chiến lược mà bữa nay thì người ta nói khá nhiều về cái chiến lược này, nhưng mà chiến lược này nó chưa thực thi được. Nó chưa được thực thi được vì bị gặp người ta lên án về vấn đề con tin có bị nhốt ở chỗ nào, lỡ con tin bị thiệt hại vì cái vấn đề do mình bơm nước hay không. Đó là cái điều mà người ta chưa có làm nha cô chú và anh chị em, mới thực thi thôi, mới đề nghị thôi, còn nằm trong cái chiến lược suy nghĩ phải giải quyết như thế nào. Chắc chắn nếu mà không còn con tin thì Nguyên nghĩ là cái này họ làm liền, không còn con tin họ làm liền. Bây giờ có con tin là cái vấn đề mà người ta hơi phiền. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn xét xử Thủ tướng Israel về tội ác chiến tranh. Trong bối cảnh làn sóng phản đối chiến dịch tấn công quân sự của Israel vào dải Gaza ngày càng gia tăng trên khắp thế giới, vào ngày 4 tháng 12, nhà chức trách Israel khuyến cáo công dân về nguy cơ xảy ra rủi ro an ninh khi di chuyển tới hàng chục quốc gia trên tất cả các châu lục. Theo Hội đồng An ninh Quốc gia Israel, do ảnh hưởng của chiến dịch quân sự tại Gaza, mối đe dọa đối với người Israel đang gia tăng tại 80 quốc gia trên khắp thế giới. Trong đó, mức cảnh báo an ninh với người Israel tại nhiều quốc gia phương Tây đã tăng từ cấp độ 1, các biện pháp phòng ngừa cơ bản lên thành cấp độ 2, các biện pháp phòng ngừa tăng cường. Các nước châu Âu là Anh, Pháp, Đức, Áo nằm trong nhóm nước phải nâng cảnh báo lên cấp độ 2. Bên cạnh một số quốc gia khác như Nga, Argentina và Brazil, nhóm nước thuộc diện cảnh báo cao nhất cấp độ 3 có Nam Phi, Eritrea cùng một số quốc gia châu Á. Liên quan đến phản ứng mới nhất của cộng đồng quốc tế với chiến dịch tấn công của Israel vào dải Gaza, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cần bị xét xử vì cuộc chiến chống người Palestine ở Gaza.
Phát biểu trong cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo tại thành phố Interbil, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này đang tiến hành các thủ tục pháp lý cho việc xét xử Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định mở chiến dịch tấn công tổng lực vào dải Gaza để đáp trả cuộc tập kích do lực lượng Hamas tiến hành vào miền nam Israel vào sáng ngày 7 tháng 10, khiến cho 1.200 người chết. Theo thống kê mới nhất, vào đêm ngày 4 tháng 12 của Cơ quan Y tế Palestine, chiến dịch tấn công vào Gaza của quân đội Israel đã khiến cho gần 16.000 người chết và hơn 34.000 người bị thương, hầu hết là dân thường. Hamas phóng rocket trúng nơi nhạy cảm của Israel. Theo báo The New York Times, vụ việc gây sốc xảy ra khi Hamas tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10. Căn cứ bị tấn công là Shindat Mika, nằm cách Gaza khoảng 40 km về phía đông bắc và cách Jerusalem khoảng 24 km về phía tây. The New York Times cho biết, rocket của Hamas tấn công căn cứ Shindat Mika vào lúc 10 giờ sáng ngày 7 tháng 10. Tên lửa Hamas sau đó lao vào khe núi, gây ra đám cháy thảm thực vật xung quanh. Báo cáo cho biết, kho vũ khí hạt nhân và vũ khí nhạy cảm khác của Israel không bị rocket Hamas đánh trúng, nhưng đã gây ra ngọn lửa nằm quanh căn cứ Shindat Mika. Israel hiện vẫn từ chối bình luận về thông tin mà tờ báo Mỹ đề cập. Không rõ khi phóng rocket vào Shindat Mika thì Hamas có biết đây là căn cứ quân sự có khả năng hạt nhân của Israel hay không. Hamas cũng chưa lên tiếng về vụ việc. The Telegraph cho hay, tới nay Israel chưa bao giờ xác nhận hay phủ nhận các báo cáo về việc họ sở hữu kho vũ khí hạt nhân. Các báo cáo cho biết, Israel có thể đã phát triển các loại vũ khí hủy diệt từ cuối những năm 1960. Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí có trụ sở tại Washington, Mỹ, tính toán rằng Israel đang sở hữu khoảng 90 đầu đạn hạt nhân. Nếu đúng như vậy, Israel đứng thứ 8 trong danh sách các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, chỉ sau Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh, Pakistan và Ấn Độ. Hamas bất ngờ tấn công xuyên biên giới vào Israel vào ngày 7 tháng 10, khiến cho ít nhất 1.200 người thiệt mạng và khoảng 240 người bị bắt tới dải Gaza làm con tin. Cơ quan Y tế Palestine cho biết, các cuộc tấn công đáp trả ngay sau đó của Israel đã khiến cho hơn 15.500 người tại Gaza thiệt mạng. Xin chuyển qua một số tin tức khác về chiến sự Nga-Ukraine. Ukraine bắn hạ tên lửa và UAV thù địch, Nga thu giữ xe chiến đấu bộ binh Mỹ. Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một tên lửa và 18 trong tổng số 23 máy bay không người lái do Nga phóng vào lãnh thổ của nước này. Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự mới nhất, không quân Ukraine cho biết đã ngăn chặn vụ không kích của các lực lượng Moscow vào đêm 3 tháng 12 theo giờ địa phương. Báo Guardian dẫn lời nhà chức trách Ukraine tuyên bố, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ một tên lửa S-59 có dẫn đường và 18 UAV Shahed của đối phương. Tuy nhiên, một trung tâm văn hóa và một cửa hàng ở Kherson đã bị trúng hỏa lực thù địch. Trong cùng khoảng thời gian, các quan chức Ukraine ở các vùng Lviv, Ivano, Frankiv và Khmelnytsky ở miền Tây, Mykolaiv và Kherson ở miền Nam cũng báo cáo về những vụ tấn công của quân Nga. Tuy nhiên, giới chức địa phương không đề cập đến thương vong hay thiệt hại trong những sự cố này. Trong một diễn biến khác ngày 4 tháng 12, chuyên trang quân sự trích dẫn các nguồn tin Nga tiết lộ, các lực lượng Moscow đã thu được 9 lợi phẩm là một xe chiến đấu bộ binh M2A2 ODS Bradley do Mỹ sản xuất và chuyển giao cho Ukraine. Theo các nguồn thạo tin, quân Nga bắn hạ